hát như vậy bởi vì là bạn này hát ở thành phố nhiều quá rồi, không người ta đơn thì nó không có cười nữa, vẫn ngại, cho nên là bạn muốn mọi người vô tay thật là lớn nếu như bạn ấy hát giống. Dạ, xin mọi người cùng nghe Đào Vĩnh Hưng. Hát buổi nào hoa kiếm thân tôi thêm một mái phương hình hai lưng rời. Ôi ca út buổi phần mềm mặt trời xóa một kiếm giống trời. Hát buổi nào hoa kiếm thân tôi ôi cát bụi tuyệt vời tiếng đồng nào có nhiều con người. Xin mời năm ca sĩ Tân Mộc Phúc. Bao nhiêu năm là kiếp con người trăm hoa trăm năm trăm nhiều người lao trên cao rừng này cho trăm năm mà bao che. Xin mời năm ca sĩ Lam Trường. Mận trời nào soi sáng tinh thần soi mận thành đời xin ngưỡng mặt mọi người từ ngày qua hồi ngóng tin vui cùng rừng non là sao xa cây từ vùng sâu nghe lời mời đang dậy với cát bụi phần đầy vết mực nào xóa bỏ cho vây. Xin mời mọi người cùng xem bản Việt. Bây giờ là xem. Thank you.
dưới nó. Mặt trời nó thì ra hát bài này hát như vậy làm sướng dần không? Mặt trời nào soi sáng tim tôi, tình yêu xoay nắng anh đã buồn. Sao muốn mặt buồn từ ngày qua mọi ngóng